bác cứ gọi chú Tô đâu, chú Tô đâu. Thủ tướng đến gần bác nói trong nghẹn ngào, thưa bác, tôi đây. Bác còn dặn thêm điều gì nữa không? Bác bảo tính cho bác xem quốc khánh lần thứ bao nhiêu. Bảo thưa bác, 24 năm. 4569 mà, 24 năm. Bác bảo hai giáp đấy chú ạ. Hai giáp tức là mỗi giáp 12 năm, năm chẵn, ý bác là đốt pháo hoa cho dân chúng mừng. Bác nói với cô y tá Ngô Thị Oanh có 21 tuổi, tiêm thêm thuốc trợ lực cho bác để bác có sức mai bác ra với đồng bào dăm phút thôi. Mai là quốc khánh, bác cứ đinh ninh ngày mai mới có biết tin. Có biết tin thì mới có dân đông ra để nhìn dân, chào dân, rồi có đi thì mới đi được. Bác còn dặn là nấu cho bác một bát cháo đầy. Quả thật đây là một lời thiêng của người sắp đi. Mọi ngày hai thì không ngăn được, hôm nay bác dặn nấu một bát đầy. Bác còn nói là bát to, nấu đặc cho bác. Bác cố ăn hết bát cháo để có sức. Mai bác ra với đồng bào, bác nói dăm câu thôi. Phải có lời chào dân mới đi được. Ý bác là như vậy. Có lãnh tụ nào trên đời mà thương dân đến như vậy không? Bác nói thế này nhé, bác không nỡ bỏ dân mà đi được đâu. Thủ tướng Phạm Văn Đồng cầm tay bác mà nói, vì không nỡ giấu bác nữa. Thưa bác, meeting đã xong rồi, chúng tôi vào đây với bác. Bác không ngờ, thế là bác nấc lên. Không còn cơ hội nữa có phải không? Cơ hội tức là gặp dân. Meeting xong dân giải tán mất rồi. Thế là cháo chưa kịp nấu, thuốc cũng chưa kịp tiêm. Bác xin một ngụm nước dừa thì lại muộn quá không kịp. Lúc mang được nước dừa vào, bác đi mất rồi. Mà trước khi đi, tại sao bác còn cố nghe một vài câu hò? Hò Huế để nhớ mẹ, hò Vĩ Dặm miền Trung để nhớ cha, dân ca Quan Họ Bắc Ninh để nghĩ về mối tình yêu. Cô hộ lý chỉ lấy một chiếc thìa nhỏ, lấy một chút nước dừa đặt ướt môi bác. Tượng trưng, nước dừa có phải bác khát đâu. Nước dừa là biểu tượng của miền Nam, của Việt Nam. Và nước dừa miền Nam thì có tình thương yêu của cô Huệ nữa. Phải hiểu như thế mới thấy hết được tấm lòng của bác. Hơn thế, bác không đi ngay vào trưa mùng 1. Cả đêm cấp cứu hồi sức liên tục, để hôm sau mùng 2 tháng 9 đúng 9 giờ sáng, đúng giờ viết di chúc, bác nhìn tất cả chúng ta một lượt và bác ra đi. Và tại sao lúc ra đi bác lại dành cho một người cái nhìn âu yếm nhất? Người ấy chính là người thư ký 24 năm liền của bác, đồng chí Vũ Kỳ. Ông Vũ Kỳ hiểu bác từ trong im lặng, chạy từ cuối giường lên đầu giường bác nằm, vừa chạy vừa khóc. Đến đầu giường bác, ông quỳ xuống, quỳ xuống để ngang tầm với gối nằm của bác, vì hiểu bác muốn làm gì. Quả nhiên bác hôn lên trán Vũ Kỳ rất lâu rồi tắt thở. Đúng 9 giờ sáng, Vũ Kỳ đứng lên gọi bác ơi trong nghẹn ngào và vuốt mắt cho bác. Và ngay sau đó, tốp bác sĩ hồi sức đặc biệt của Trung ương làm hết sức mình mà không cứu được bác. Và bác ra đi vĩnh viễn.